Thưa quý vị, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, về tầm quan trọng của thảm thực vật và rừng ngập mặn, hai bạn Phạm Ngô Hoàng Lan Elizabeth và Nguyễn Nguyệt Linh cùng với một nhóm bạn học sinh từ Việt Nam và New Zealand đã lập nên kế hoạch xây dựng dự án gây quỹ trồng rừng ngập mặn Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Tiểu mục Môi trường Xanh tuần này sẽ giúp quý vị tìm hiểu về dự án ý nghĩa này. Tôi tên là Nguyễn Nguyệt Linh, hiện tại đang sống ở Hà Nội. Bắt đầu từ cái tình yêu mà tôi dành cho thiên nhiên, từ những cái trải nghiệm mà tôi đi qua đến những cái vườn quốc gia hoặc đến những khu rừng, thì tôi nhận thấy là những cái điều thú vị ở những bạn động vật, cả những cái loài cây cối hoặc là cả những cái loài côn trùng bé nhỏ, thì từ đó tôi có cái tình yêu đối với các bạn ấy, cũng như là khi mà nhìn thấy thực trạng của các bạn ấy, những cái gì mà các bạn đang đối mặt từ những cái ảnh hưởng của con người, thì tôi cảm thấy là cần làm cái điều gì đó, cần góp sức của mình vào để bảo vệ các bạn ấy. Chào mọi người, mình là Hoàng Lan, hiện đang sinh sống tại New Zealand. Mình có mong muốn đóng góp bảo vệ môi trường Việt Nam, xuất phát từ niềm đam mê vẽ động vật hoang dã và thiên nhiên. Ví dụ như Gấu Đen Châu Á cho tổ chức bảo vệ môi trường WWF. Ý tưởng Mango Xuân Thủy xuất phát từ cuộc nói chuyện kết nối tình yêu thiên nhiên và hoạt động nghệ thuật của Nguyễn Linh và mình. Qua nhiều lần nói chuyện, chúng mình lên ý tưởng tạo một dự án nâng cao nhận thức gây quỹ trồng rừng ngập mặn với sản phẩm viết và vẽ. Với những ý tưởng ban đầu như thế, Nguyệt Linh và Hoàng Lan đã lập nên kế hoạch xây dựng dự án gây quỹ trồng rừng ngập mặn Vườn Quốc gia Xuân Thủy với mục tiêu nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hệ sinh thái, làm thế nào để có thể chia sẻ ý thức về bảo vệ môi trường cùng với các bạn cùng trang lứa, đồng thời kêu gọi mọi người chung tay trồng rừng, bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn tại vườn quốc gia này. Việc mà các bạn nhỏ này thực hiện một cái dự án nhỏ chung tay bảo vệ rừng ngập mặn và đã trồng tại khu vực vườn quốc gia Xuân Thủy được gần 300 cây. Nó mang ý nghĩa hết sức nào vô cùng to lớn, góp phần vào cái việc mà giảm thiểu cái tác động của biến đổi khí hậu, giảm thiểu cái ô nhiễm. Và cái hành động này thật là đáng hoan nghênh. Dự án được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là tuyên truyền nâng cao nhận thức về hệ sinh thái rừng ngập mặn và gây quỹ đóng góp cây xanh gửi tặng Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Giai đoạn 2 thực hiện xuất bản cuốn sách Những người bạn trong khu rừng ngập mặn, mô tả chi tiết kèm hình vẽ minh họa về 51 loài động thực vật tiêu biểu của Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Ngay sau khi được xuất bản, hàng trăm cuốn sách đã được trao tặng cho các trường như Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Trung học Cơ sở Marie Curie, Trường Liên cấp Wellspring. Ở mỗi nơi sách được tặng đều tạo ra những hiệu ứng tích cực. Bảo tồn thiên nhiên, rồi vì bảo vệ môi trường mà các con ở cái độ tuổi 13, 14 tuổi mà biết làm những cái việc này thì người lớn rất là nể phục. Và đương nhiên là không phải chỉ có vỗ tay mà có những cái hành động ủng hộ cái việc làm rất có ý nghĩa của các con. Có thể thấy khi những vấn đề về môi trường đang là mối quan tâm của cộng đồng, thì hình ảnh các bạn học sinh cùng nhau chung tay thực hiện dự án gây quỹ trồng rừng ngập mặn Vườn Quốc gia Xuân Thủy với những thông điệp đầy ý nghĩa cho chúng ta thêm hy vọng về một tương lai Việt Nam xanh hơn, đẹp hơn.